Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên Jonathan Kumiga của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên của một cầu thủ, đó là tên đó là Jonathan Kumiga. Sau đó thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị một số các cái dụng cụ như sau nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái cuộn dây chun này. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng kim để mình sẽ xỏ hạt. Mình sẽ sử dụng những cái hạt ngọc này và cái phần chữ. Cái phần chữ như thế này thì mình sẽ ghép cái phần tên nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng kim. Các bạn cho cái phần dây chun này vào cái phần kim nhé. Mình sẽ lấy một cái đoạn dây dài vừa phải nhé. Bạn cắt đứt cái phần dây này vào. Sau đó thì mình sẽ sử dụng các cái trang trí này và cái phần chữ thì mình sẽ ghép cái phần tên. Đầu tiên mình sẽ lấy cái ngôi sao, chúng ta sẽ làm cái phần đầu tiên thì ngôi sao xanh. Tiếp theo là một cái hạt ngọc màu đỏ kết hợp với màu trắng. Tiếp theo thì mình sẽ cho một cái màu nào nhìn nó sẽ tươi hơn một tí thì mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt. Bây giờ thì cái tên này nó khá là dài thì mình sẽ ghép đi cái phần tên nhé. Đầu tiên mình sẽ có chữ A.
theo sẽ là cái chữ G đúng không? Theo là chữ N. Chữ tiếp theo nữa là hai chữ tin nhắn. Chữ tiếp theo sẽ là chữ U. Chữ O bằng cuối cùng sẽ là chữ Z. Jonathan. Đây là sẽ thấy cái phần tên này. Phần tên chính chữ bằng sẽ được tách ra làm hai phần đúng không? Phần chữ này, phần đọc này, và đến cái phần chữ này, phần tên. Tiếp theo việc thì phần bên trên này thì mình sẽ sâu thêm một số các cái hàm. Mình làm mặt trăng này. Tiếp theo sẽ là cái hình màu đỏ đây, mình sẽ chọn cái hình mặt trời. Nên mặt cường đỏ thì trên cái trước mình cũng chưa màu đỏ, mình sẽ chọn màu đỏ. Thì mình sẽ buộc hai cái phần đầu của cái phần đầu dây lại, thì chúng ta sẽ có được một cái chiếc vòng tay. Mình sẽ cắt cái phần dây thừa trên. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc vòng tay mang tên Jonathan Kumiga này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và